Xin chào các em học sinh lớp 7 của trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau qua tiết ngữ văn. Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu văn bản Cổng trường mở ra của tác giả Lý Lan. Văn bản là tâm trạng nôn nao hồi hộp của người mẹ vào đêm trước ngày khai trường của con. Đồng thời văn bản cũng cho ta thấy được vai trò to lớn của nhà trường đối với thế hệ trẻ. Điều thật là đặc biệt là trong tiết thứ hai của môn ngữ văn, chúng ta tiếp tục được tìm hiểu về hình ảnh của một người mẹ. Các em à, trong cuộc sống của mỗi con người, người mẹ có một vai trò và một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, vô cùng to lớn. Thế nhưng không phải ai cũng có thể ý thức được những điều đó, chỉ khi nào gây ra những lỗi lầm chúng ta mới nhận ra tất cả. Và qua văn bản Mẹ tôi của nhà văn Edmond Dodeur Amici sẽ gửi gắm cho chúng ta bài học đó. Sau đây chúng ta bắt đầu tiết học. Các em đã quen với cách học rồi đúng không? Với những cái like có cây bút và cây viết, chúng ta sẽ chủ động viết bài. Tiết 2 Mẹ tôi. Một La Mã đọc hiểu chú thích. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Tác giả của văn bản Mẹ tôi là Edmond Dodeur Amici. Trong sách giáo khoa đã giới thiệu rất rõ về tác giả Amici. Ở đây cô trò chúng ta cùng điểm qua vài nét khái quát về tác giả Amici. Đây là hình ảnh của tác giả Amici. Amici sinh năm 1846, mất năm 1908, quê ở vùng biển Tây Bắc nước Ý. Ông là nhà hoạt động xã hội, nhà văn hóa, nhà văn lỗi lạc của nước Ý. Ông để lại một sự nghiệp văn chương rất đáng tự hào, tiêu biểu với các tác phẩm như Cuộc đời của các chiến binh, Những tấm lòng cao cả, v.v. Như vậy là chúng ta đã nắm được vài nét khái quát về tác giả Amici. Các em ghi ngắn gọn cho cô ở phần tác giả Amici. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về tác phẩm. Hai nhỏ tác phẩm. Hãy cho biết xuất xứ và kiểu văn bản. Chúng ta tìm hiểu về xuất xứ trước. Thì theo thông tin trong sách giáo khoa, văn bản Mẹ tôi được trích trong Những tấm lòng cao cả, một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Amici. Đây là bìa tác phẩm Những tấm lòng cao cả của nhà văn Amici. Cô cũng giới thiệu sơ về cái tác phẩm này. Tác phẩm Những tấm lòng cao cả được nhà văn Amici viết năm 40 tuổi, ghi lại nhật ký của cậu bé Enrico khi đó 11 tuổi. Trong đó cậu bé ghi chép lại những cái bức thư được cha mẹ gửi, những chuyện đọc hàng tháng, những kỷ niệm gắn bó với bạn bè, với thầy cô. Cũng thông qua tác phẩm Những tấm lòng cao cả, nhà văn Amici muốn gửi đến những cái bài học giáo dục đạo đức, đồng thời khẳng định được cái vai trò quan trọng của nhà trường và gia đình trong việc giáo dục trẻ em. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về kiểu văn bản. Ta có thể khẳng định văn bản Mẹ tôi là thuộc kiểu văn bản nhật dụng, bởi lẽ văn bản đang đề cập đến một cái vấn đề rất là quen thuộc và gần gũi với đời sống con người, đó chính là chủ đề gia đình. Qua đó giáo dục cái cách ứng xử giữa con cái với cha mẹ. Các em ghi giùm cô ở phần hai nhỏ tác phẩm. Xuất xứ trích trong Những tấm lòng cao cả, kiểu văn bản nhật dụng. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về phương thức biểu đạt của văn bản. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì? Phương thức biểu đạt chính của văn bản là biểu cảm. Cô đã dặn trước ở nhà chúng ta phải đọc qua văn bản Mẹ tôi. Và nếu ai đã đọc thì có thể thấy được rằng toàn bộ văn bản là những cái thái độ cảm xúc của người bố đứng trước lỗi lầm của nhân vật Enrico. Chính vì vậy phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. Ngoài ra còn có sự kết hợp giữa các yếu tố như tự sự và nghị luận. Các em ghi giùm cô phương thức biểu đạt 2 chấm biểu cảm. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào tìm bố cục của văn bản. Văn bản sẽ được chia thành bố cục hai phần. Các em đánh dấu vào trong sách giáo khoa để chúng ta có thể theo dõi. Phần 1 là từ bố để ý là sáng nay cho đến vô cùng
Nói về hoàn cảnh người bố viết thư cho em đi cô. Phần 1 rất là ngắn nha các em. Phần 2 là đoạn còn lại là nội dung bức thư của người bố. Chúng ta đi vào phần 2 la mã đọc hiểu văn bản. Ở nhà đã đọc qua văn bản chưa? Nếu đọc qua văn bản thì chúng ta có thể hình dung sơ nét được cái nội dung chính của văn bản ha. Văn bản là bức thư người bố viết cho Enrico. Thế vì sao người bố viết thư nè? Chúng ta cùng tìm hiểu. Đi vào phần 1 nhỏ, hoàn cảnh người bố viết thư cho Enrico. Cùng đọc với cô đoạn 1. Bố để ý là sáng nay, lúc cô giáo đến thăm, khi nói với mẹ, tôi có nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ độ. Để cảnh cáo tôi, bố đã viết thư này. Đọc thư, tôi xúc động vô cùng. Khi đọc xong phần 1, các em lưu ý cho cô với từ tôi. Người xưng tôi ở đây là nhân vật Enrico. Như vậy, câu chuyện này được kể chuyện theo ngôi thứ nhất. Ngoài ra, các em còn để ý cho cô cái dòng đầu tiên của văn bản đó là gì? Thứ năm, ngày 10 tháng 11, là chúng ta hiểu được rằng đây chính là cái trang nhật ký của cậu bé Enrico. Rồi, bây giờ cùng phân tích với cô nè. Thế, sau khi đọc đoạn mở đầu văn bản, hãy cho biết nguyên nhân, mục đích viết thư của người bố là gì? Đầu tiên, cho cô biết nguyên nhân người bố viết thư là gì? Đọc văn bản chúng ta thấy rất là rõ ràng đúng không các em? Đó là Enrico nhỡ thốt ra lời thiếu lễ độ với mẹ khi cô giáo đến thăm nhà. Thế mục đích viết thư của người bố là gì? Đó là gì? Để cảnh cáo tôi. Ở đây mình hiểu cái từ cảnh cáo tức là muốn phê phán những cái việc làm sai trái. Nhưng điều mà cô và chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ ở đây đó là gì? Tại sao người bố không trực tiếp nói ngay với Enrico ngay sáng hôm đó mà phải viết thư cho Enrico các em? Ở đây các em thấy là rõ ràng là cái việc làm của người bố rất là kín đáo, rất là tế nhị. Nếu như mà trực tiếp nói chuyện với Enrico, có thể là trong lúc nóng giận, người bố thốt ra những lời gây tổn thương đến một đứa trẻ như Enrico. Chính vì vậy, bằng cách viết thư, giữ được sự kín đáo, tế nhị, giữ được cái lòng tự trọng đối với Enrico. Và ngoài ra, khi viết thư thì người bố có thể thoải mái bày tỏ hết được những điều mình muốn nói. Và rõ ràng đây là cách giáo dục con cái rất là tâm lý các em. Và chính nhờ vào cái sự giáo dục như vậy của người bố đã giúp cho Enrico như thế nào các em? Sau khi đọc xong bức thư của bố, Enrico hối hận và xúc động vô cùng. Ở đây chúng ta thấy cách mở bài hết sức ngắn gọn, xúc tích đã mở ra cho Enrico và chúng ta một cách cảm nhận mới, mang đậm chất nhân văn về nội dung của văn bản. Các em ghi cho cô ở phần 1 nhỏ, ngắn gọn thôi. Enrico vô lễ với mẹ trước mặt cô giáo. Tiếp theo, chúng ta đi vào phần quan trọng nhất của văn bản, đó là phần 2, nội dung bức thư của người bố. Thì tiếp theo cái lời dẫn chuyện của Enrico thì chúng ta thấy đó là một cái bức thư của người bố. Thì nội dung của bức thư sẽ được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là nói về cái tình cảm và thái độ của bố trước lỗi lầm của Enrico. Tiếp theo là nói về hình ảnh người mẹ qua lời gợi nhắc của người bố. Và cuối cùng là người bố đã đưa ra những cái lời khuyên cho Enrico. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào các nội dung này của bức thư. Chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, thái độ của người bố. Thì đứng trước cái lỗi lầm rất là nghiêm trọng của Enrico, đó là gì các em? Vô lễ với mẹ trước mặt cô giáo. Thì thái độ của người bố như thế nào? Các em cùng tìm hiểu cho cô các câu văn trong văn bản. Thì ở đây, những câu văn thể hiện cái thái độ tức giận của người bố được thể hiện qua các câu văn trải dài khắp các văn bản các em. Từ đầu thư, giữa thư cho đến cuối thư đều có. Rồi cùng điểm lại với cô nè. Đầu tiên, trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Bố không thể nén được cơn tức giận đối với con. Thà rằng bố không có con,
còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ. Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố, bố sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được. À, những câu văn có sử dụng các từ ngữ các em cần lưu ý như thiếu, không thể, không có. À, đây là những câu phủ định. Những câu này đã thể hiện được cái thái độ gì của người bố, kiên quyết và nghiêm khắc trước cái lỗi lầm của Enrico đối với mẹ của mình. Ngoài ra còn gì nữa các em? À, một câu văn tiếp theo như là sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy. À, ở đây là nghệ thuật so sánh. Đúng rồi, người bố thể hiện một cái thái độ đau đớn tột cùng trước lỗi lầm của Enrico với mẹ của mình. Rồi còn một câu văn nữa các em, đó là câu gì đây các em? Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? À, một câu hỏi tu từ thể hiện cái thái độ ngỡ ngàng, vô cùng thất vọng đối với Enrico. Qua những cái chi tiết này là chúng ta thấy được là một cái tâm trạng đau đớn, buồn bã của bố khi chứng kiến được rằng đứa con thương yêu của mình đang vô lễ với mẹ. Các em ghi giùm cô một vài chi tiết về thái độ của người bố trong bức thư. Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố, không thể nén được cơn tức giận. Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? À, nghệ thuật được sử dụng ở đây là so sánh, câu hỏi tu từ thể hiện một cái tâm trạng đau đớn, tức giận của người bố trước cái lỗi lầm mà Enrico đã phạm phải. Ngoài thái độ đau đớn, tức giận trước cái lỗi lầm của Enrico đối với mẹ của mình, thì trong bức thư của người bố, hình ảnh mẹ hiện lên như thế nào? À, chúng ta cùng tìm hiểu ở nội dung tiếp theo của bức thư B, hình ảnh người mẹ. Chúng ta cùng tìm những chi tiết trong văn bản để xem hình ảnh người mẹ hiện lên như thế nào trong bức thư của người bố. Đầu tiên đó là một kỷ niệm người bố nhắc lại. Bố nhớ cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trong chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con. Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn. Người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con. À, hình ảnh người mẹ hiện lên với những cái chi tiết rất cảm động các em. Lưu ý cho cô cách sử dụng từ ngữ giàu cảm xúc của người bố. Suốt đêm, trong chừng, quằn quại, nỗi lo sợ, khóc nức nở. Ở đây, khi chúng ta đọc những cái từ ngữ này, chúng ta dường như cảm nhận được cái nỗi đau đớn tột cùng của người mẹ khi chứng kiến đứa con mình đang bệnh nằm trên giường. Sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, cái sự hy sinh đắt giá dành cho con của người mẹ. Thậm chí có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con. Đây là một cách nói quá về đức hy sinh của người mẹ. Chúng ta có thể thấy một tình yêu thương bao la, vô điều kiện của mẹ dành cho đứa con. Như vậy, hình ảnh người mẹ của Enrico đã hiện lên như thế nào qua từng nét chữ của người bố? Đây là một người mẹ hiện lên rất chân thật, giàu đức hy sinh, dịu dàng, hiền hậu, đặc biệt là vô cùng yêu thương con. Một người mẹ thật là vĩ đại, phải không các em? Bên cạnh là hình ảnh người mẹ, ở đây bố còn thể hiện rất rõ cho chúng ta ý nghĩa của người mẹ trong cuộc sống của mỗi con người. Đầu tiên chúng ta thấy một chi tiết rất cảm động. Trong đời, con sẽ trải qua những ngày buồn thảm, nhưng ngày buồn thảm nhất tức sẽ là ngày con mất mẹ. Đúng rồi đó các em, bởi vì mẹ là duy nhất và không ai có thể thay thế được. Ngoài ra, còn có cái đoạn tác giả viết như thế nào đây các em? Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luyện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong muốn thiết tha được nghe lời tiếng nói của mẹ, được mẹ giang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn, khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng. Con sẽ không thể sống thanh thản nếu đã làm cho mẹ
buồn phiền, dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ, tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Những lời văn hết sức là tha thiết đã cho chúng ta thấy được rằng mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, luôn an ủi, che chở cho chúng ta, là một cái chốn bình yên để chúng ta có thể quay về khi phạm phải sai lầm, khi vấp ngã trong cuộc sống. Ôi, người mẹ mới vĩ đại làm sao. Trong các câu văn người bố viết ra, có ấn tượng nhất là câu: con hãy nhớ rằng tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó. Một câu văn rất thấm thía và giàu ý nghĩa các em à. Đây là một cái bài học về đạo làm con và lòng hiếu thảo mà ai cũng cần phải ghi nhớ. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua cái tác phẩm này. Nhớ về người mẹ của Enrico, chúng ta sẽ bồi hồi nhớ về hình ảnh của người mẹ trong văn bản cổng trường mở ra với nỗi băn khoăn, trăn trở, mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình vào ngày khai trường. Cùng nhìn lại với cô những hình ảnh người mẹ trong thực tế. Đây là hình ảnh rất quen thuộc các em. Mẹ có thể nghèo, nhưng tình yêu thương con luôn bao la, rộng lớn. Mẹ luôn là chiếc ô to lớn, che chở cả đời con, vượt qua hết giông bão, mưa xa. Khi còn nhỏ, mỗi khi có lỗi lầm hay bị bạn bè bắt nạt, con đều xà vào lòng mẹ. Mẹ sẽ ôm con vào lòng, vỗ về, an ủi, bao dung, vô điều kiện. Và có thể nói, trong cuộc đời này, dường như không ai yêu con bằng mẹ. Hình ảnh người mẹ đã đi vào trong thơ ca. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không, để một mai khi rớt cánh hoa hồng, không nuối tiếc những ngày vui bên mẹ. Ôi tiếng mẹ mới thiêng liêng và cảm động làm sao. Chúng ta phải thật hạnh phúc khi vẫn còn có mẹ ở bên đời, vẫn còn có một chốn bình yên để chúng ta quay về mỗi khi vấp ngã trên bước đường đời. Các em ghi cho cô vài nét về hình ảnh người mẹ. Thức suốt đêm trong chừng hơi thở hổn hển của con, bỏ hết một năm hạnh phúc để đánh cho con một giờ đau đớn, ăn xin để nuôi con, hy sinh tính mạng vì con. Đây quả là người mẹ yêu thương và hy sinh tất cả vì con, một người mẹ rất vĩ đại. Như vậy, cô trò chúng ta vừa tìm hiểu về hình ảnh người mẹ trong bức thư bố. Chúng ta đi vào phần nội dung cuối cùng của bức thư, đó là C, lời khuyên của bố. Cô trò chúng ta cùng đọc đoạn cuối cùng của văn bản. Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với mẹ. Con phải xin lỗi mẹ, không phải vì sợ bố, mà do sự thành khẩn trong lòng. Con hãy cầu xin mẹ hôn con, để cho chiếc hôn ấy xóa đi cái dấu vết vong ơn bội nghĩa trên trán con. Bố rất yêu con, Enrico ạ. Con là niềm hy vọng tha thiết nhất của đời bố, nhưng thà rằng bố không có con, còn hơn là thấy con bội bạc với mẹ. Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố, bố sẽ không thể vui lòng đáp lại cái hôn của con được, bố của con. À, như vậy sau khi đọc xong đoạn cuối, hãy tìm cho cô những cái lời khuyên của người bố đã đưa ra cho Enrico. Đó là không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với mẹ. Con phải xin lỗi mẹ, con hãy cầu xin mẹ hôn con. Đây là hàng loạt những cái lời khuyên trực tiếp của người bố khi đứng trước cái lỗi lầm của Enrico. Đặc biệt các em chú ý cho cô lời khuyên là con hãy cầu xin mẹ hôn con. À, cái hôn là cái sự tha thứ bao dung của người mẹ dành cho con. Cái hôn ấy sẽ xóa đi cái sự bội bạc của người con, cũng như là xóa đi cái sự đau đớn của người mẹ. Rõ ràng các em thấy ở đây, người bố rất yêu thương con, nhưng chỉ yêu thương con khi nó là một người thật tử tế. Như vậy ở đây các em thấy, với một cái cách dạy con rất là hay, rất là tâm lý, rất là sâu sắc của người bố. Người bố với một cái thái độ vừa dứt khoát
vừa mềm mỏng, và người bố muốn rằng đứa con nhận ra cái lỗi lầm của mình xuất phát từ tình yêu thương của cha mẹ, chứ không phải qua những cái lời chửi mắng, qua những cái đòn roi. À, quả thật người bố rất là tâm lý với cách giáo dục con rất sâu sắc. Các em ghi cho cô vài nét về lời khuyên của bố nè. Không bao giờ được tái phạm, phải xin lỗi mẹ, cầu xin mẹ hôn con. Đây là những cái lời khuyên nhủ con rất chân thành và thấm thía của người bố. Như vậy là cô trò chúng ta vừa tìm hiểu về hoàn cảnh bức thư của người bố, cũng như là nội dung chính của bức thư. Sau đây các em cùng trả lời cho cô một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên: vì sao Enrico đã vô cùng xúc động và hối hận khi đọc bức thư bố? À, chúng ta vừa phân tích nguyên cái bức thư người bố, đúng không? Bây giờ các em thử cho cô biết coi vì sao Enrico vô cùng xúc động nè. Có rất nhiều lý do các em. Lý do thứ nhất, đó là bố đã gợi lại những kỷ niệm vô cùng xúc động giữa mẹ và Enrico. Và cái thái độ kiên quyết và nghiêm khắc của bố trước cái lỗi lầm rất lớn của Enrico đối với mẹ của mình. À, và bên cạnh cái thái độ nghiêm khắc, đó là những cái lời khuyên hết sức là mềm mỏng, chân thành để khuyên nhủ con. Và rõ ràng Enrico đã tự thấy xấu hổ và hối hận trước lỗi lầm của mình. Chính vì vậy Enrico đã rất xúc động khi đọc cái bức thư này. Một câu hỏi nữa dành cho các em: tại sao nội dung văn bản là bức thư người bố gửi cho con, nhưng nhan đề lại lấy tên là mẹ tôi? Rõ ràng trong văn bản, hình ảnh người mẹ chỉ xuất hiện một cách gián tiếp trong bức thư của người bố, nhưng nhan đề lại lấy tên là mẹ tôi. Như vậy có phù hợp không các em? À, rất là phù hợp các em. Bởi vì nội dung bức thư rõ ràng là đề cập đến chuyện xảy ra giữa hai mẹ con, đúng không các em? Và bức thư đã đề cao nhấn mạnh vai trò của người mẹ, một người mẹ thực sự vĩ đại, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con mình. Và cuối cùng, mục đích của bức thư là gì? Là giáo dục con cần có tình cảm kính yêu và thái độ biết ơn đối với mẹ của mình. Như vậy, qua tất cả các lý do kể trên thì chúng ta thấy được rằng nhan đề mẹ tôi hoàn toàn phù hợp với nội dung văn bản này. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong văn bản mẹ tôi, cùng nhận xét cho cô về nghệ thuật và nội dung của văn bản. Về nghệ thuật, sáng tạo tình huống, thể loại viết thư với phương thức biểu cảm, sử dụng chi tiết, hình ảnh đặc sắc về người mẹ với một cái giọng điệu lời văn sâu sắc và xúc động. Về nội dung thì rõ ràng văn bản đã cho ta thấy vai trò vô cùng quan trọng của người mẹ trong gia đình. Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất đối với mọi con người. Chúng ta cùng đọc qua ghi nhớ sách giáo khoa trang 12. Con hãy nhớ rằng tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó. Amici. Các em ghi cho cô ba la mã ghi nhớ sách giáo khoa trang 12. Các em à, hình ảnh người mẹ luôn là một biểu tượng bất diệt trong tâm trí mỗi con người. Chính vì vậy, hình ảnh mẹ luôn luôn được xuất hiện trong văn, thơ, và nó còn xuất hiện trong các bài nhạc chúng ta vẫn còn nghe hàng ngày. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc viết về mẹ để có thể cảm nhận sâu sắc thêm một lần nữa về những công ơn cũng như là những tình yêu thương bao la rộng lớn mà mẹ đã dành cho chúng ta. Cùng thưởng thức với cô nhé. Trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dù con yêu thương con tha thiết,
mong cho con luôn luôn ngoan hiền, rất no say vì đàn con đang ngày bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Rồi bên con khuyên rằng con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm ấm con trong tay không ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù không biết, nhưng con thật lòng muốn nói. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay từ xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đứng mãi ra đi cho con mồ côi, ôi mẹ yêu. Sau khi học xong văn bản này, các em hãy biết yêu thương cha mẹ của mình hơn và nhớ là đừng bao giờ phạm phải những cái lỗi lầm giống như Enrico đã mắc trong văn bản nhé. Một vài dặn dò đến với các em. Kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta vẫn tiếp tục làm một cái bài tập điểm danh làm theo đường link đã nhận từ giáo viên chủ nhiệm nhé. Chú ý nộp bài cho đúng hẹn. Ngoài ra, cô cũng muốn dặn là vào tuần sau, thứ ba, chúng ta sẽ học văn bản cuộc chia tay của những con búp bê, tác giả Khánh Hoài. Nhớ đọc trước để chúng ta có thể nắm được nội dung của văn bản nhé. Như vậy là tiết học của chúng ta đã kết thúc. Cô chào và tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào những cái tiết học sau.